Chào mọi người, chào mừng trở lại với Gara Gecko. Bọn mình vừa đưa xe buýt Puppy đi kiểm tra, sắp xong rồi. Khoan, nhóm thợ máy, mình còn trên này. Puppy, Puppy, ôi trời, Puppy không nghe thấy. Thợ máy ơi, nhanh lên, hãy làm gì đó đi. Coi chừng, sắp đến cái cầu. Chạy nhanh quá đi. Nhìn kìa, có cầu vượt. Ý hay đó, nhóm thợ máy, mình chỉ cần nắm. Ôi, trượt rồi. Thông minh đó bạn, bạn đã cứu mình rồi. Không sao đâu Puppy, bạn đã không biết mà, mình không sao hết. Cảm ơn nhóm thợ máy đã giúp đỡ nha. Không có mấy bạn, mình phải làm sao đây? Bye. Chào mừng các bạn trở lại với Gara Gecko. Hôm nay trời nắng đẹp nên bọn mình sẽ lắp pin mặt trời mới trên mái nhà. Đó, sẽ đi lên mái nhà, bạn ấy sẽ lắp dây với pin mặt trời và sau đó thì biến nó thành nguồn năng lượng sạch cho cả gara luôn. Xin chào Puppy. Wow, nhìn bạn kia, bạn bẩn hết rồi, hôm qua mới làm sạch cho bạn mà. Thôi kệ đi, rửa, kích hoạt dịch vụ rửa xe Gecko. Sạch rồi, chuẩn bị lên đường nào Puppy. Oh, bạn lại bẩn nữa rồi. Sao lại vậy chứ? Chắc bọn mình phải rửa bằng tay cho bạn thôi. Sạch bóng rồi nha. Puppy quay lại tuyến xe buýt được rồi đó. Lý do là bạn bẩn đây rồi. Puppy, động cơ xăng cũ lộn xộn của bạn nè. Bạn muốn thay mới mô tô điện sạch hơn không Puppy? Pin mặt trời xong chưa? Pin này lấy năng lượng từ mặt trời, mang lại nguồn năng lượng sạch cho Puppy chạy đó. Hoan hô! Hẹn gặp lại các bạn và có thêm nhiều niềm vui trong Gara Gecko nha. Chào mọi người, Gecko đây. Hôm nay nắng đẹp quá, mình nghĩ mình sẽ ngắm chim đây. Ô, nhìn kìa, là cặp sinh đôi Berry và Carrie, hình như họ đang rất vui đó. Ôi không, Berry bị ngã rồi. Nhanh lên nhóm thợ máy, bọn mình cần giúp đỡ. Xe tải kéo Chili đi nào.
Đừng lo Barry, bọn anh sẽ đưa em ra khỏi đó nhanh thôi. Xanh Dương, kiểm tra em thử nha. Lạ ghê, động cơ của em không khởi động. Harry đến đi cổ vũ cho Barry. Đáng yêu ghê. Mình biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Chú cá bị mắc kẹt trong ống xả của Barry nè, cho nên động cơ không khởi động được đó. Thật tuyệt khi có bạn bè của em đến thăm em đó. Chắc chắn em sẽ nhanh khỏe hơn thôi. Chú cá đã về nhà an toàn rồi. Bạn bè của nó chắc là đã rất lo lắng đó. Chà, kết thúc tốt đẹp. Hẹn gặp lại các bạn sớm nha. Bye. Bạn nói đúng xanh lá. Có một đám cháy. Hình như xe cứu hỏa Fiona đang trên đường tới. Ôi không, mẹ và bé xe tải đang chơi đùa cùng với nhau. Họ đang chơi lớn tiếng nên không nghe tiếng còi của Fiona. Fiona, bọn mình nên trang bị còi báo động lớn hơn cho bạn thôi. Nào nhóm thợ máy, đến lúc hai còi báo động mới cho Fiona rồi. Đúng rồi, bọn mình cần âm thanh Nino thật to. Xong chưa? Thử đi Fiona. Không đúng rồi. Nghe giống như chuông cửa vậy. Thử lại lần nữa đi. Tiếng này nghe như khủng long vậy. Bọn mình cần Nino. Đây là tiếng Nino, nhưng mà cần phải to hơn nữa. Hình nón giao thông đó khiến tiếng vàng to hơn. Chắc có tiếng tương tự dùng được chiếc còi báo động đó. Giờ nó là tiếng Nino lớn rồi nè. Bye Fiona, cảm ơn đã đến Gara Gecko nha. Là mẹ xe tải và bé xe tải kìa. Sao họ lại chờ ở đây? Đường hầm bị chặn và các bạn không thể đi qua hả? Để mình đi xem thử. Wow, lối ra bị chặn rồi. Lối kia bị chặn luôn. Bạn mình bị kẹt rồi. Đừng lo lắng, mình có bộ công cụ nè. Bạn mình cần bộ công cụ lớn hơn. Cả thiêu ly cũng không đủ mạnh để di chuyển tảng đá. Sao bọn mình thoát ra đây? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngờ bạn khỏe vậy. Mẹ xe tải đã cứu bọn mình rồi. Tốt hơn là nên gọi máy xúc Eris dọn các tảng đá đi. Hẹn gặp lại các bạn để có thêm nhiều niềm vui và phiêu lưu trong gara Gecko nhé. Xin chào mọi người. Xe đào đất Eris đang sử dụng dịch vụ nè. Bọn mình phải kiểm tra xem Eris có hợp và khỏe để làm đào bới không. Ai muốn giúp nào? Mình nghĩ mình sẽ chọn vàng. Mình biết bạn muốn chơi, nhưng mình nghĩ bạn sẽ vui hơn khi làm việc trong gara đó. Giờ bắt đầu kiểm tra động cơ của Eris nha. Hãy khởi động to lên nào. Bạn làm được tốt hơn mà Eris. Bắt hay đó vàng. Giờ thì kiểm tra bánh xích nha. Phần cuối cùng của dịch vụ. Eris xem cần cẩu của bạn hoạt động thế nào nha. Cần thêm dầu đó bạn ơi. Tốt lắm Eris, đã đạt chuẩn rồi đó. Bạn đã sẵn sàng đi đào thêm đất rồi nha. Bạn có muốn chơi cùng họ không bạn? Mình đã nói là công việc vui mà. Hẹn gặp lại các bạn để có thêm nhiều công việc và niềm vui ở gara Gecko nha. Chào các bạn. Chào mừng bạn trở lại với gara Gecko. Hôm nay rất yên tĩnh. Bọn mình chỉ đang dọn dẹp một chút thôi. Âm thanh quái quỷ gì vậy? Xe buýt Bobby hả? Nhìn bạn không khỏe lắm. Lại đây, mình xem thử cho nha. Trời ơi, Bobby không khỏe chút nào. Xem thử có tìm được nguyên nhân không nha. Chắc là bộ tản nhiệt của bạn cần nước. Nhanh lên nào, thợ máy. Au. Không. Không được nha. Khoan đã. Bobby tội nghiệp bị rò rỉ dầu. Dầu giúp động cơ hoạt động trơn tru. Bọn mình sửa được đó. Bọn mình đã tìm ra nguyên nhân rồi. Có lỗ rò rỉ dầu ở đường ống của bạn. Xanh lá sẽ làm cho lỗ kín khít lại bằng cách hàn với tia lửa sáng. Miếng dán sẽ giữ cho ống của bạn sạch sẽ. Quang hô, xanh dương và xanh lá giỏi lắm. Bạn thấy đỡ hơn chưa Bobby? Thêm khách hàng vui vẻ nữa nè. Nhà bọn mình đó. Hẹn gặp lại ở gara Gecko nha. Bye. Chào các bạn. Chào mừng trở lại với gara Gecko. Hôm nay mưa rất lầy lội, nên bọn mình chuẩn bị để rửa xe nè. Nhìn kìa, bé xe tải đến để làm sạch kìa. Xin chào bé xe tải. Để anh đoán xem em đến làm gì nha.
Rửa, rửa, rửa. Khởi động rửa xe Jetco nào. Không được rồi, em vẫn còn dính bùn nè. Dĩ nhiên, bọn mình chưa thêm xà phòng mà. Không có xà phòng thì không sạch bóng đâu. Giờ xà phòng đã bơm lên, có thể rửa sạch hết bùn rồi. Lạ ghê, các con lăn được dùng để rửa sạch xà phòng mà ta. À ha, biết rồi. Xe tải quá nhỏ nên con lăn không làm sạch tới. Quang hô, rửa xe được rồi. Bé xe tải sạch bóng luôn nè. Kết cơ gửi lời tạm biệt nha. Bye. Hả? Xe cứu quả Fiona. Có chuyện gì vậy? Vòi của bạn bị hư hả? Mình xem thử nha. Fiona đừng có lo nha. Bọn mình sẽ sửa ngay thôi. Mình sẽ lấy cờ lê tốt nhất đến. Cái gì? Nhóm thợ máy ơi, giúp mình với nào. Bạn có sao không vàng? Dạ, mình nghĩ là ổn rồi đó. Cảm ơn Fiona đã đến gara Getco nha. Bye. Chào mọi người, Getco đây. Hôm nay là ngày rất đặc biệt, chuyến thăm đầu tiên của bé xe tải tới gara đó. Mình muốn dành cho cô bé sự chào đón đặc biệt hơn một chút đó. Chào bé xe tải. Em sợ hả? Không sao đâu, ở đây an toàn mà. Đúng không thợ máy? Bé xe tải, chờ đã. Ôi không, bé xe tải sợ chạy mất rồi.
Mẹ xe tải đừng lo, sẽ tìm thấy nhanh thôi. Thợ máy đi tìm bé xe tải nhanh lên nào, đi. Bé xe tải tội nghiệp, ở đâu được ta? Bé xe tải đang trốn hả? Do em sợ sao? Biết gì không, anh cũng sợ đó. Đây là lần đầu tiên em đến gara. Bọn anh muốn làm nó thêm đặc biệt. Anh xin lỗi nếu đã làm em sợ nha. Nhưng mà anh hứa sẽ đặc biệt quan tâm đến em mà. Có được không? Mở cửa gara thôi nào. Giúp phương tiện gặp khó khăn thôi nào. Chúc bé xe tải vui vẻ nha. Em rất dũng cảm đó. Không có chi đâu bé xe tải. Cảm ơn rất nhiều đã tham gia gara cùng Gecko nha. Bye. Nào thợ máy, hôm nay có Fiona đến đó. Wow. Mình là Wizu, chủ sở hữu của bánh xe Wizu mới. Hoàn toàn tự động, khắc phục mọi thứ nhanh chóng. Chào Wizu, mình là Gecko. Ồ, khách hàng đầu tiên của mình đây rồi. Mọi công việc đều được hoàn thành nhanh chóng. Bánh xe Wizu là số 1. Chào ếch nha. À, mình là Gecko. Ok, Bloella, không mất nhiều thời gian đâu. Mình không chắc lúc nào là bắt đầu dịch vụ đây. Chắc nhấn tất cả nút là được. Hẹn gặp lại Felicity. Nhanh ghê luôn á. Ôi trời, nhìn không ổn lắm. Vào đi Fiona, mình xem thử nào. Vấn đề đây rồi. Wizu quá vội vàng để hoàn thành nên đã cho xà phòng vào bình nhiên liệu thay vì dầu. Bọn mình xử lý vấn đề rồi. Giờ Fiona chạy mà không có bong bóng nè. Mình chắc chắn là mình đã bấm đúng nút mà. Hẹn gặp lại ở gara Gecko nha. Bye. Xanh Dương đưa cờ lê cho mình với nha. Đây không phải cờ lê, Xanh Dương. Cái muỗng gỗ mà. Hình như tiếng bé xe tải. Không biết cái gì vui vậy ta. Xin giới thiệu 500 điện mới của Wilberty Wizu. Làm sao để tắt nó đây? Không. Ôi không, Wizu gặp rắc rối với 500 rồi. Không có sao hết, Gecko. Nếu bạn có thể tắt hết nguồn bằng cách dặn chốt này nè. Xanh Dương, dừng lại. 500 hút mọi thứ làm bằng kim loại đó. Ôi không, nhớ thở máy. Mình biết
mẹ xa rác. Mình cần tắt nguồn nhưng không được dùng công cụ kim loại. Đúng rồi, muỗng gỗ. Không sao đâu, mình sẽ sớm giúp các bạn bằng dụng cụ làm từ muỗng gỗ. Sẽ không được đâu. Các bạn có sao không? Hay quá. Hẹn gặp lại các bạn và có thêm nhiều cuộc phiêu lưu ở Gara Gecko nha. Bye. Có kỳ nghỉ vui quá đi. Mình thích cắm trại. Lửa sắp tắt rồi. Vàng ơi, bạn có thể lấy thêm củi được không? Đến lúc kể chuyện rồi. Mình nghĩ cuốn truyện nằm trong xe đó, xanh lá ơi. Cảm ơn nha. Khoan đã, đây là đồ chặn bánh xe. Vậy thì nhanh lên, đuổi theo chiếc xe đi. Chắc phải có cách dừng nó chứ. Cảm ơn xanh lá nha. Trời đất ơi. Quang hô, hay quá Tilly ơi. Mọi người giỏi lắm. Hết sợ rồi. Đúng rồi. Giờ kể chuyện thôi. Hẹn gặp lại nha. Bye. Đúng rồi, thợ máy. Hãy làm gara đẹp và sạch sẽ nha. Hình như bọn mình có khách đến. Là gia đình xe tải, mẹ xe tải, mẹ xe rác và bé xe tải. Nhìn không được vui cho lắm. Một chiếc răng lung lay. Không có gì đáng lo cả bé xe tải. Khi nó rụng, em có thể đặt dưới gối và em sẽ nhận được đồng tiền vàng đó. Ôi không, bé xe tải đã hắt xì, dằn chiếc răng lung lay rồi. Đừng buông, bọn anh sẽ tìm nó. Đi nào thợ máy ơi. Ghê quá. Xin lỗi xanh lá nha, không phải răng đâu. Wow, cẩn thận chứ vàng. Bọn mình đã tìm cả gara mà không thấy răng của bé xe tải ở đâu hết. Chờ một chút nha, còn một chỗ chưa xem qua đó, trong chổi lông vũ của xanh dương. Đây nè bé xe tải, giờ hãy về nhà và đặt nó dưới gối của em nha. Hẹn gặp lại và có thêm nhiều cuộc phiêu lưu thú vị hơn ở gara Gecko nha. Bye. Xanh Dương ơi, đến giờ đi ngủ rồi.
Thợ máy ngủ ngon nha. Bobby, bạn đến đây làm gì mà muộn vậy? Ôi trời, bạn cần bánh xe mới. Mình sửa cho. Nhưng phải im lặng nha. Hả? Xem chút nữa. Cầm. Xong rồi Bobby. Ngủ ngon nha. Mình sẽ chỉ ngồi một chút thôi. Sắp về đến gara rồi, nhóm thợ máy. Wow! Ai đó đã bỏ rác trên đường nè. Có nhiều rác quá. Mẹ xe rác nhìn không vui kìa. Đi thôi, nếu đi theo dấu vết, bọn mình sẽ tìm ra ai vứt rác đó. Dấu vết đi về phía bên trái. Là xe bên đây lên. Cửa sau xe bị hư của đây lên đang làm rơi rác ra. Nhà của bạn ấy quá lớn nên không nhận ra. Nhóm thợ máy, mình biết cách làm giảm âm lượng của bạn đó. Cùng tái chế và cứu ngày hôm nay thôi. Dùng lại đồ mà bọn mình đã vứt nha. Đây lên. Cửa sau của bạn bị hư rồi. Nhưng đừng lo, mình sẽ sửa nó trong lúc mẹ xe rác và nhóm thợ máy phân loại rác nha. Xong rồi, phân loại rác sao rồi? Hẹn gặp lại và có thêm nhiều cuộc phiêu lưu tại gara Gecko nha. Đây lên, giảm âm lượng đi. Xanh Dương ơi, Xanh Dương, bạn đâu rồi? Chào các bạn. Hôm nay bọn mình làm ở ngoài vì thang của Fiona bị kẹt. Bạn ấy rất cao. Tốt hơn chúng ta cũng nên kiểm tra lớp xe của Fiona. Ôi Xanh Dương, ai đó lấy dắt xe với nha. Giỏi lắm. Mình đi lấy công cụ. Ê trời ơi. Đỏ đừng sợ, bọn mình sẽ tìm cách đưa bạn xuống. Xanh lá, vàng, lấy chăn đi. Mình có ý này.
Đỏ ơi, khi mình nói nhảy thì nhảy nha. Ok. Nhảy đi. Oh. Xanh Dương ơi, đến lúc làm anh hùng rồi. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Nhảy. Đừng lo, bọn mình sẽ bắt được. Phiêu. Bạn đã cứu tất cả đó Xanh Dương. Hoan hô anh hùng nào. Đến đây đi siêu thợ máy, hoàn thành dịch vụ của Fiona thôi. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye. Chào mọi người, hôm nay là sinh nhật xanh lá. Bọn mình đang chuẩn bị party bãi biển nè. Yên nào. Đây là bóng bay heli, nên nó bay lên đó. Mọi thứ đã sẵn sàng. Bọn mình chỉ đang chờ Fiona mang bánh sinh nhật đến nữa mà thôi. Cẩn thận Fiona, đừng chạy trên cát ướt. Nhanh lên, biển dâng lên kìa. Bọn mình sẽ tìm cách đưa bạn ra Fiona. À ha, có thể nâng Fiona với bong bóng của bạn đó xanh lá. Mình biết bạn thích bóng bay, nhưng Fiona thật sự cần chúng ta. Cho bọn mình dùng chút nha. Được rồi nè, được rồi. À không, hơi quá rồi. Fiona bay đi kìa. Đúng rồi. Đi nào, nhóm thợ máy. Nhóm thợ máy giỏi lắm. Các khách còn lại của party nè. Rất vui vì các bạn đã tới. Chia sẻ là rất tốt đó xanh lá. Chúc mừng sinh nhật nha. Hoan hô. Chào mừng các bạn trở lại với Gara Gecko. Bọn mình vừa mới lắp hệ thống cảnh báo khẩn cấp nè. Ồ, chắc ai đó đang gặp rắc rối đó. Đi nào, sẽ tải kéo Thiêu Ly. Là máy xúc Aegis. Chắc anh đã gia phải tảng đá và làm hư bánh xích mất rồi. Xanh Dương, mình biết bão rất đáng sợ, nhưng bọn mình cần bạn giúp. Can đảm lên nha. Mình không chơi tới. Và mình quá lớn để chui qua đó đó. Thế, trời ơi, phải nhanh lên thôi. Chắc là con đập sắp tràn rồi đó. Xanh Dương đủ nhỏ để vào trong đó đó. Giỏi lắm, bạn thực sự rất dũng cảm luôn. Ôi không, con đập sắp sập rồi. Nhanh lên đi.
giỏi lắm, Xanh Dương. Bạn đã đối mặt với nỗi sợ hãi. Nhìn kìa, là cầu vồng. Gecko chào tạm biệt nha. Bye.